Rồi một số lâu đi chị, giải đi. Cái gì ấy? Ủa? Cuộc họp này người tham gia ghi lại à? Em record à? Record. Đã hiểu nha. 165. Interrupt là phá sản đúng không? Interrupt là can thiệp. Nghị sẽ can thiệp. Không hiểu câu hỏi. Ông Phô. Thì đầu tiên công việc của mình là gì? Đầu tiên của mình là, nó kêu là cái ông mà Felix of the cái gì đúng không? Kiếm cái chỗ này có ông mình phải gạch cái chỗ ông có ông Felix cái là. Rồi, mình gạch 3 4 dòng thì thôi. Để ý thôi. Không nói gì thì có cái từ khóa của mình thì chữ interrupt thôi. Rồi. Interrupt my cái work tomorrow. Rồi, check đây, Vừa ra đây. rồi. Ủa, vấn đề lại là từ vựng. Vấn đề là từ chỉ đọc check bốn cái ABCD Phá vỡ đúng không? Can thiệp. Broken equipment là dụng cụ hỏng hóc à, bị hỏng hóc này. Giao hàng chậm trễ này. Thời tiết xấu, lack of worker là thiếu nhân viên. Okay. Oh, thời tiết xấu em ơi. chính xác. C. Sao hay, sao chọn hay, chỉ biết Câu đầu tiên put on hold dự này nghĩa báo là về gì không? ngày mai có bão. Chỉ biết put on hold này nghĩa là gì không? On hold không Là bị hỏa nó hold là dừng lại thôi, duy put on trì hold là à? À. put on hold là bị hỏa là thôi, thì interrupt là ngăn chặn đó. Số Vào lúc 6. 4:31. Lúc 4:31 ok. Structural engineer là nhân viên kỹ thuật à? Kỹ sư công trình. Came by. Kế ngang quá. Trễ trong một vài ngày tới. Đầu tiên là mình check là đáp án này. Nó có phải là ly cái gì mà ly early on Friday không? Đoạn này Rồi đi có sớm leave, mà. có cái đoạn này có leave early on Friday không? Chị đọc xong thấy không? Đâu? Đâu? Em hỏi có không cái đã, đâu gì, Không. đâu đâu, họ không có thì bỏ có bê đây nữa, không gì thôi. Rồi, thì nó cái câu C nó coi là two different work site, coi là phải làm việc tại hai cái chỗ khác nhau, rồi đọc ngược lên thấy có cái chỗ nào mà nói là làm hai chỗ khác nhau không? Sẽ phải đọc ngược à? À, tôi đọc khúc này mà không thấy, đọc được lên vài đoạn thôi. Và có thử là website có gì liên quan website Không có. không? Có, bỏ ra. Cô D, cô E thôi. Rồi. Cái crew là cái nhóm mà bị report là không có work on time, là không có làm việc đúng giờ. Có không? Hoặc là À. cái project nó khó hơn. Thế project khó hơn đấy. Chính xác câu đề Some đúng. update kìa. Some Ừ, update có D. thì ghé ngang qua cái update, tự nhiên cái phải làm trễ, phải làm gì thêm vài thêm ngày vài ngày cái này nó khó hơn thôi. Chính xác D. rồi.
Câu 7 đi chị. Cô Cang là ai? Đâu cô Cang xuất hiện lần nào? Cang này này. Nhưng mà cô Cang làm ai thì cũng chưa hẳn là từ cái chỗ bạn nói mình biết cô Cang là ai. Nói chung suy ra thôi. Phải đọc hết đúng không? À. Phải đọc hết không? Đúng rồi đó. Landscape designer là thiết kế gì? Công trình à? Đúng rồi. Thiết kế về ngoại cảnh thôi. Hotel manager là người quản lý khách sạn này. Transportation coordinator là người liên kết giao thông à? Liên kết vận chuyển. Điều phối thôi. Coordinator là điều phối về vận chuyển. Roofing là gì? Supply nhà cung cấp à? Roofing supplier là cung cấp về chắc là mái nhà mái tôn nhỉ? Roof là cái mái nhà. Ok. Nó 30 giây. Em gạch đích cái chỗ chị coi ở đây luôn rồi. Đó, coi đây đi. À rồi. Hotel manager. Chính xác. Một số 8. Cho chị rè nhanh đó chứ. Ông Flow, ông Foles. Ông đòi cái gì? Cái chính trong này ông đòi cái gì thôi. Rồi. Chủ đề. Khỏi 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 cần cái chủ đề. Cái chính giờ ông đòi cái gì? Mình biết ông đòi cái gì rồi. Thấy câu cái văn phòng này là ông yêu cầu, ông hỏi yêu cầu gì là mình kiếm ra. Là mình rè những chỗ nào mà ông nói là được. David Foles. Okay. Ok rồi, tìm thấy rồi, 1 giây, 30 giây. Đang chọn gì? Leave the car in front. À, 168D. D hả? Chính xác. Xuất sắc vậy? Phải, phải không? Phải, đúng rồi đó. Ghê. Những giây phút thông minh nhất trong ngày. Đó là quen cách làm thì nó nhanh thôi gì đâu. Sao giờ thấy làm bắt bảy thoải mái hơn chưa? Đó, tiếp đi. How would a company... Công ty như thế nào? Cái công ty này vô nó dùng cái name brand như thế nào? Một cái công ty sử dụng cái name brand như thế nào? Name brand là gì? Name brand là cái tên phần mềm thôi, cái name brand là cái này nè. Ok. To perform. Cái này có cần phải đọc câu hỏi không hay là cứ đơn giản thôi? Tôi sẽ cho chị là cái một cái market research. Để create là tìm kiếm market là thị trường à? Research. Search là tìm kiếm, mà research là nghiên cứu. Nghiên cứu thị trường. À. Tạo ra chương trình phần mềm mới. Thiết kế quảng cáo màu mè, màu sắc. Sản xuất. Vì cái này mình đọc là cung cấp cái tài chính cuối năm. Cái report thôi. À. Rồi nãy giờ chị đọc có chỗ nào nói về cái software không? Không. Toàn đọc thấy survey mà chả có survey survey gì này. Rồi. Cái software này nè. Ờ nhỉ.
rồi check lại software, nhưng mà gọi là dùng Nimble để create cái software, có đúng không? Không. Không đúng bỏ. Một cái survey, một cái khảo sát để làm gì, dùng để làm gì? Cái gì? Cái khảo sát á, cái bài khảo sát thì dùng để làm gì? Thiết kế. Cái nhiệm vụ của một bài khảo sát là dùng để làm gì? Ví dụ như em là một doanh nghiệp, em tung cái khảo sát ra để em làm gì? Đây là ý kiến. Ờ rồi. Bây giờ đọc cái gì mà liên quan tới advertisement chưa? Hoặc advertisement chưa? Chưa. Chưa. Mình là quảng cáo mà đúng không? Ờ. Không thấy nói gì về quảng cáo đúng không? Rồi rồi, a đáp án cuối cùng. Chính xác. Chọn 170 đi chị. Cái gì đúng về công ty phát triển game lớn đúng không? It's good for my computer engineer log. Post customer review on this website này. Reputation là gì? Reputation là danh tiếng. Danh tiếng trong việc sản xuất hàng chất lượng cao. This is sử dụng. Ok rồi. Oh, có lấy đoạn của không? D đấy. D. Đây hả? Ở chỗ này nói câu D. Chị đoán. Đó không được, chị chỉ ra. Vậy. Thật ra câu này nó câu nó nói bóng gió thôi. Đây. Nó nói bóng gió thôi. We design Nimbler to include all the feature you request này. Chúng tôi thiết kế ra Nimbler bao gồm những cái đặc điểm mà các bạn yêu cầu đúng không? Chính xác. Thì đó sẽ dựa vào feedback đúng không? Đó đó. Xuất sắc. Câu nốt này, câu trời này. Ơi. Câu này chỉ ai ai à điều gì không đúng? Câu này. Về là điểm của Nimbler. Ok. Đúng rồi. À đúng này. Đúng là bỏ đúng không? Đúng rồi. Điều gì không đúng thì cái gì đúng thì bỏ. Sample survey question. Các câu hỏi khảo sát đơn giản này. Ok. Đúng. B đúng. Câu nào đúng? B. Rồi chị phải loại ra hết cái đại chớ thì chị chọn câu B được. Để loại ra hết thì chọn câu B B. Đúng. Chị bảo là B đúng thì đúng em loại gạch. Chart and graph thì là cái gì? Cái gì dễ đọc? Các bảng à? Bảng biểu đồ dễ đọc à? Cho cái chỗ này đâu? Cô C. Is it a? Cái biểu đồ dễ đọc thôi. Không có thông tin. Suggestion machine xây dựng. Suggestion câu đề dịch là gì ấy? Cái đề xuất thôi, gợi ý. Description là sự sự phân phối đơn giản. Ok, D đúng. C là đáp án cuối cùng của tôi. Chính xác. Xuất sắc vậy. Thấy câu 71 làm gì coi bộ mà sướng đúng không? Rồi quay câu này muốn mệt nè. Câu này ớn luôn rồi. Thôi bài này nhìn là đã thấy toàn từ mới không rồi. Chính xác là như vậy đó. Biết sao làm được bài kia không? Sao? Vì từ vựng nó đơn giản ấy. Mình hiểu được vấn đề nên là mình sẽ chọn cái kế này này. Trời ơi. 2-1-5. Cái này là nói về cái gì ạ? Rồi, nè. Cái gì về quốc gia vậy? Nó hỏi là cái gì mà được thông báo trong cái notice.
Notice là chính là cái bài mà tập đọc đọc rồi, cái này này. Cái này là thông báo của cái gì, công ty quốc gia à? Authority Brandis là gì? Tên riêng khỏi cần đọc. Tên riêng khỏi cần đọc. Thì mình biết là cái một gì cái kìa? park thôi, mình biết là một cái national park thôi. National park là Ừ, một để cái công viên quốc gia thôi. được thông báo trong notice này. Thêm dịch vụ này. Là một dịch vụ được được thêm vào. Ok, tiếp. New tourist là facility. Facility là gì? Một cái cơ sở hạ tầng. Cơ sở Mới. tầng cho du lịch mới à? À. Thay đổi chính sách gần đây. Một cái thay đổi chính sách gì đó. Ừ. Update phí. Phí mới. Chắc chờ về cấu trúc không? Đúng rồi. Rồi vô đọc. Đó, cái gì vừa được thay đổi. Đọc cái gương mày chắc chết. Sao đọc nãy giờ thấy được cái gì rồi? Thấy được cái additional restriction. Là gì? Là một cái sự hạn chế, cấm đoán bổ sung. Ừ. Ồ. Vậy thì C là đáp án cuối cùng. Chính sách, thay đổi chính sách. Chính xác. À, xuất sắc vậy. Yeah. Thấy Học sinh của Pháp một. giờ chị vô làm bài giải trí thật, giải trí hẳn. Cái gì? Vô làm về giải trí quá nhanh. Hồi đợt chị lại Không, nhớ chị bị lừa lên lừa xuống. chắc do kinh nghiệm của mấy hôm trước đó. Đúng là văn hùng võ luyện anh nhỉ. What is indicated Này about câu hỏi, the cái này câu hỏi mở system? rồi. Đúng rồi. Cái gì đúng về về việc tham quan đảo Brandis đúng không? Du khách được văn minh không làm phiền tới cuộc sống hoang dã, động vật hoang dã này. Tour ăn phút là tour đi bộ à? Wow. Thì du khách phải accompany guide, phải đi theo hướng dẫn viên, phải tuân theo hướng dẫn viên, phải có hướng dẫn viên đi kèm. Wow. Du khách không được phép bơi gần đảo để ngắm đảo từ du thuyền. Du khách phải tham gia vào, phải mua tour. Hay nào, câu hỏi mở mở thật đấy. Ồ, rồi rồi rồi. Rồi, gì nhỉ? B. B, đó. Unless Đâu chỗ nào chị đâu có B hả? Đâu chỗ này đâu? B đáp án cuối. Rồi chỗ nào để chứng minh có B? Cái dòng unless they are member, nếu như mà họ không phải là thành viên của một tour official thì du khách tới công viên sẽ bị cấm. Đúng không? Tức là muốn ăn tour thì phải có hướng dẫn viên đi kèm. Nó đâu có đó cái đoạn này mà có hướng dẫn viên đâu. Nó là không phải thành viên của Office of Tour thôi mà.
Đi tham gia tour thì phải có hướng dẫn viên chứ. Không có suy gì đâu chị. Chưa có một cái suy gì đâu. Rồi ok, thế thôi chờ tí. Đọc thêm thì nữa. Nè câu D nè, nó kêu là gì? Phải tình ngắm cho cảnh. Cái official tour thì mới cái ngắm cảnh ở trên cái post được, đúng không? Để Nhưng mà mà vấn đề là chị chưa nhìn thấy cái chỗ không? là ngắm cảnh. Ý ý là câu D này nó kêu là để mình ngắm cảnh trên cái boat đúng không? Cái tàu á, thì cái thuyền người phải phải tham gia cái official tour, mà cái official tour này nè. Đúng không? Thì cái official Đúng tour rồi. nếu mà đó chỉ là nếu không phải là cái official tour thì không được đặt chân lên thôi. Thì câu này đâu chưa chưa có đúng. Có thể mình loại ra trước rồi đấy, nó chưa đúng rồi. Chứ đâu đúng với official tour. Khó quá vậy. Đó mà Such individual à, ý ý nó nói trong cái câu mà chị đang đọc này là chỉ được xem cắm cái island ở trên water thôi, nó không được đặt chân lên. Anchor là thả neo ở ngoài offshore, là ngoài 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 nước á, không có bắt, Cái gì? là chỉ được thả neo ở ngoài bờ biển thôi, là ngoài nước á, chứ không có được make landfall, là không được là đổ bộ lên. Vậy câu D sai. Cô D sai. Cô C thì không coi. Không có swim hả? Không có thông tin. Vậy chờ chút này. Wildlife, hình như wildlife nó đâu có đề cập đến trong này đâu. Không thấy. Tại không phải ra. Tu tu ăn phút đi xem bus. Ok, tu ăn phút à? Thế thì cô B gạch. Cô C thì làm gì có thông tin. Thế gạch chả một có đáp án đã đúng mà. Này. Đấy, đang đọc đấy. Ở chỗ này em. Include a brief visit là gì? Sự tham quan Đi mà có. viếng thăm là ngắn thôi, tức là đi tham quan sơ qua thôi. Nè, official tour có phải là cái tour Anh Phúc không? Không. Này, nãy mới nói xong nè. Nếu không có phải là official tour thì visitor sẽ không được đặt chân lên đúng không? Thì cái là nếu mà có là official tour sẽ được đặt chân lên đúng không? Thì cái tour Anh Phúc là cái official tour này, nằm đây này, cô B này có xuất hiện lại rồi đó. Đọc đi. Không, thì em mới bảo là cái cô B là tour ăn phút ấy thì là phải có hướng dẫn viên đi kèm đúng không? Nó có cho đó đó. Where you can view with a PNA park ranger là gì? Đấy, vấn đề là từ mới thôi. Một với một cái ông kiểm lâm. Ông kiểm lâm thì không thể là à đúng rồi bio guide đó. Rồi, xong. Rồi B. Ask your authorized escort. Escort là hộ tống. Một cái người hộ tống một cấp phép là cái guide đó chị. Nó mất dạy không? Nó guide mà nó gọi là authorized escort. Thôi không biết chữ thì chịu. Đấy, chị thôi. 5 B174 một đi. bảy Đó, trời, câu này chị thích này. này chị thích à? Cái gì không đúng về PNA thua PNA thua the capacity 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 là cái sức chứa. giới hạn đúng không? Cái gì điều gì đúng về cái tour này à, điều gì không đúng về tour này tức là đúng như vậy. Advance payment may be required. À tức là phí phí thêm à? Advance payment là cái tiền phí mà trả trước đó, thì được yêu cầu phải làm, muốn đi phải trả tiền trước. Phí chạy trước là phí gì? Ví dụ như là muốn mà đi đúng không, thì phải trả tiền trước thì mới được đi. À, ok này, the capacity is limited là đúng này. À đúng này, hộ chị gánh ai này. Và phí được yêu cầu trước này. Ticket 174. B đúng. Đấy, đúng Tour không? time.
Tour time là thời gian tour. Vary là gì? Vary là biết thay đổi mùa. Vâng. Không có thông tin. Câu 4. Overnight tour can be scheduled. Tour qua đêm. Is a party doesn't arrive as I spend time with you. Oh. 174D. Tại sao chọn câu D? Gọi ra câu C chưa? Câu C lại rồi. Tour time. Đấy, if the party kìa, ba dòng cuối ấy. Khoan. Mà đây là nó bảo là thay đổi theo mùa mà. Cái này đâu có thay đổi theo mùa đâu. Rescheduling cannot be considered. Nói chị luôn, lên... câu này là câu hỏi kép. Câu hỏi kép. Kép được chị phải nhìn ngược đó lại. Khó vậy. Rồi, có khoảng thời gian như khổ thứ hai đúng không? The final tour at 4 p.m. à? Bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Ngoại trừ vào những tháng mùa hè. Mùa thu từ tháng 3, 6 giờ. Đúng rồi. Thế thì câu C là đúng. Thế D là sai, 174D. Xuất sắc. Nó hơi gọi là vắt chút xíu nhưng cũng quen rồi. Tiếp, 175. Theo như đoạn văn thì điều gì sẽ xảy ra nếu như nhóm đấy đến muộn so với lịch? Rồi. We reserve the right to shorten the trip as necessary to in order. Okay. Chả câu nào đúng cả. Sao không đúng? Vì ở đây nhá, nó bảo là nếu như mà nhóm đấy mà không đến đúng giờ ấy, thì we reserve the right shorten the trip là gì? Tức là làm ngắn cái cuộc du ngoạn đấy. Làm ngắn cái trip trong cái tour đúng không? Rồi thì đó có dính bớt chương trình đó. Nó có dính gì tới câu A B C D không? Không. Sao last less nè. Ít hơn 2 giờ. Nó nhưng mà mình chưa có biết chắc là nó có ít hơn 2 giờ hay không. Mình biết cái thì đó. Là ngắn lại rồi đúng không? Thì có gọi là câu A, câu C, câu D thì đâu có dính gì tới cái là việc làm ngắn đâu. Chị, thì giờ mỗi câu B là đúng không? Nhất đúng không? Câu hỏi kép tiếp. Đọc lại nữa. Đó. Lại nữa. The final tour sẽ 4 giờ chiều. Nè. Depart at 2 hour time. 2 hour time là có thời gian khoảng thời gian 2 tiếng. Thì cái tour nó sẽ là của nó sẽ là 2 tiếng và bắt đầu 8 giờ. Ok, cái tour nó dài 2 tiếng. Thì nếu mà tới trễ thì mình sẽ bị short thành cái trip, cái là cái trip nó sẽ bị xuống ít hơn 2 giờ thôi. Ủa, khoan. Thế còn cái gì final tour lúc 4 giờ chiều kìa. Tức là tour cuối cùng đúng không? Cái tour cuối cùng sẽ rơi vào 4 giờ chiều thì ta chỉ là cho những cái tháng mùa hè thôi. Hey. Tháng mùa hè mà từ December tới March thôi. Xong rồi đó. Rồi sao? Cái bài này khó, thì nhìn cho em lạnh luôn. Thực ra nhiều từ mới thì mình ghét, từ mới cứ từ mới là khó. Cái này là bây giờ là vẫn đang giải bài theo kiểu giải trí nha. Khoan. Rồi, vô lại đi. Cái chữ nào là chữ mới với chị đâu? Hả? Cái này là chữ mới với chị. Nhiều lắm, tất cả. Em không đánh vô hết được chị à. Nên tiêu biểu vài chữ thôi. Mainland Shore. Restriction là vùng cấm địa. Sự hạn chế.
sự cấm đó. Ở như chữ restriction mình học rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Sao vậy? Trời ơi, em ghi lại hết đấy à? Đó mẹ, học rồi, restriction học rồi hả? Sự hạn chế. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp. Đâu phát Tiếp đây. Tiếp đâu vậy? Đâu, chỗ gì đấy gì đâu? Thế là còn chữ gì chị muốn nốt lại không? À, tức là tất mà định anchor, offshore. Anchor là off. Cái mỏ neo á. Anchor biết cũng chưa rồi. Anchor. Intervals nè, chắc chị chưa biết chữ intervals sao đúng không? Ừ. Chị có học, có cần học chữ ranger này không? Học hết đi. Chưa hơn chưa? Xin ranger. Học vào chữ authorize cái ADA này không? Có, it's got luôn. Rồi xong. Ví dụ mà we reserve the right là chúng tôi có quyền thôi. Rồi, tiếp luôn. Vài chữ thôi. Đây. 1, 6, 1, 7, 7, 6, 80. Cái này là bắt đầu là hai đoạn văn rồi đó. Một bảy sáu theo web page free software phần mềm miễn phí cho phép người sử dụng làm gì? Customize design là thiết kế gì? A phần mềm miễn phí cho phép người sử dụng ấy làm gì? Cho phép người dùng có thể làm gì? Customize rồi, design chứ. Là gì, thiết kế gì? Thiết kế và customize là đặc chế đấy chị. À, thiết kế riêng biệt đúng không? Đó. Confirm attended là xác nhận người tham gia à? Xem. Update the website, check customer information. Ok. Đối tượng của mình cần kiểm tra là cái free software. Ờ. Chị chưa biết cái free software là cái gì ở đâu, nó xuất hiện đâu. No. Oh, welcome to Chicken Stack. This, à rồi, this free software give customer of the freedom to go beyond the standard template and modify the. Thấy không? Ừ ừ. À thế thì cái free software này là Tiki Stack Design Application. Rồi, ok.
Go beyond là gì? Đi quá luôn, đi lên trên cái standard, là cái tiêu chuẩn luôn, đi xa hơn, lên trên. Modify. Điều chỉnh. Nhận biết à? Điều chỉnh. Modify là điều chỉnh. Chờ tiếp. Rồi, cái từ mà chị hỏi đầu tiên á. Hỏi trước modify. Cái nào? Template các bạn. Go beyond. Đi lên trước. Beyond hoặc beyond là trên hơn, xa hơn. À, 176 a chính xác. 17. Điều gì đúng về web page? Cái điều gì mà cái trong trường hợp mình dịch là mention, trong trường hợp mình dịch là đề cập ở trong cái web page. Thì chị đấy nè, đối với câu này á, thì tôi kêu là question 176 180 á, thì mình có đoạn đọc hai cái là một cái web page, là một cái customer review. Thì cái bản cái này chính là một cái web page nè. Customer review là cái dưới, cái phần đọc ở dưới. Thì nó kêu mình là đọc cái web page, là cái thông tin nó chắc chắn sẽ nằm ở web page ở chỗ này thôi. Ok. Và đối tượng mình cần phải kiểm tra là thằng ticket stack. Nó có như là những cái ticket size nè, security feature, là gì, vấn đề an ninh à? Feature là những đặc điểm về an ninh ở bảo mật. It is unique numbering system, là hệ thống số cũ đánh số, rồi unique là đặc biệt, độc đáo. It has nó có một vài rest. Cái địa điểm là cái store. Oh, I'll be sure to please. Chả có đáp án nào đúng à? Tôi biết là nó có, nhưng mà chỉ nhận ra thôi. Đợi tí, đừng đợi chờ tới. Nó không có cái keyword rõ đây cho chị ra đâu. Là cái này là chị cứ suy ra đó. Ultraviolet pink là mực tím à? À, hồng ngoại đó. Tử ngoại. Mực tử ngoại. Sao cái nào đi? Cả bảo thôi em giải câu này đi. Đau đầu quá, câu này đau đầu quá. Thế kêu là for an additional 2 cents per item, là cho một cái thêm 2 cái cents với một cái item. Thì bạn có thể là chọn cái phương án là có ở cái back of your ticket, là một cái ở mặt cái lưng của cái vé đó, thì sẽ được sau printed mặt, là mặt lưng của vé sẽ được in với cái mực là mực tử ngoại, và phải chỉ visible để nhìn thấy được ở dưới cái black light thôi. Thì vậy là security feature đúng không? Chính xác. Đó, bây giờ hiểu rồi đó. Mà thấy dễ sợ. Dễ sợ. Dễ sợ. Rồi tiếp. Điều gì đúng về ông Collier? Rồi. Chẳng người then 10 cent cho mỗi vé này. Ông ấy yêu cầu a rush order là
một cái đơn hàng nhanh thôi, rush gấp. Ông phải chọn template standard các bạn. Ông ấy nhận nhiều vé hơn yêu cầu. Ok. Mr. So. Rồi em nói trước cho chị luôn, cái câu hỏi này câu hỏi kép. Ok. Ủa khoan. tức là ông bị in 2.500 vé thì tức là sẽ là 10 xe một vé. Rồi xong mà ông ấy lại in thêm cái security nữa. Thì thêm 2 xe nữa, phải là 12 Có xe. không? Có đâu, không có đâu. Ông kêu là Không we có. decided against, là chúng tôi quyết định chống lại. Chống lại là không có À. dùng á. Ông dùng thì vậy thì 10 xe Chúng xe. là A. Một cái chip. À rồi. Tức là cái này là nó sẽ giới thiệu thêm là nó cho thêm 2 sen mỗi ngày nữa thì cái đấy là Đúng rồi. cái gì nhỉ? Chính xác rồi. Nó đề cập thêm thì ông cũng dùng này. Rồi cái này câu này cũng dễ nè, thấy là biết dễ rồi đó. Câu hỏi đóng rồi. Một Hỏi cái gì bảy đúng chín về là cái cái thích thằng đứng về Billy Duty Theater. Teacher là nhà giám sát địa phương đúng không? It's located in Albany này, có kế hoạch thay đổi logo này. Gần đây reduce giảm giá vé này. Ismail ticket directory patron là người tham gia. Patrons là khách hàng. I want just here we order ticket from small base here in Albany. Ok, 179. À, tại em cứ bày cơm ra cho chị ăn đấy nhá. Chắc chưa? And rồi chắc. Chắc. Ok, thì em ký cho chị ra về thì nó hỏi là lột cái Ebony thì em cái Ebony cho chị trước thôi mà. Đúng thôi với làm gì đâu. 80. Mười theo review này, tại sao ông Collier lại thích Sticky Stack over another company hơn các công ty khác? Ok. Hình như là more quickly hay sao ấy. Ở chỗ này More chúng mình giữa. Rồi ok, tức là lần năm ngoái thì ông ấy order một công ty thì mất là 4 tuần để tới nơi. Còn hôm năm nay thì ông ấy nhận là chỉ trong vòng 5 ngày là đã nhận được rồi. chính xác, Thì quá trình order more quickly. xuất sắc. Siêu quá, hoan hô, vỗ tay siêu anh. Anh hôm nay là thể hiện hôm nay cho anh cao tay. Không phải đâu, hình như là luyện luyện nhiều ấy Thì, Pháp. đúng Xong anh rồi chỉ ra thì tự thấm mấy cái gì cái đâu thuật. đó. Làm nốt này nhé. Vậy là chúng mình làm được bao nhiêu câu ấy nhỉ?
Cũng nhiều á, chị làm tới câu 81 hả? Mình khởi điểm là từ câu 64, gần 20 câu rồi. Làm hết cái này là hơn 20 câu á. Ủa hôm nay à? Hôm nay là từ 64 à? Và hết cái khúc này tới 85 là hơn 20 câu rồi á. 64 về tầng 84 là 20 câu, 85 là 21 câu, đúng không? Vâng. Mục đích của email. Để biết về, promotion, job promotion là vị trí công việc gần đây. Quảng cáo Promotion. là sự thăng tiến, promotion là thăng tiến. Thăng tiến Trong trong công việc trong trường hợp này là gần gì đây. là thăng tiến? Thứ nhất để hướng dẫn getting the permit. Instruction on getting a permit. Hướng dẫn để nhận được sự cho phép à? Permit là giấy phép. À, để nhận được giấy phép. À. To offer advice to new. Lời khuyên cho một doanh chủ hữu doanh nghiệp mới. Respond, phục hồi. Phải không? Respond Respond. là gọi là hồi đáp. Hồi đáp specific solution. To Anna. Business plan. Feedback nghĩa là gì chị? Hả? Feedback á? Ừ. Feedback là cái lời từ khoan. Feedback như là nhận được những ý kiến của bạn đấy. Feedback nó có giống như Ý kiến hồi suggestion đó. không? Suggestion là gì? Lời khuyên, đề xuất. Feedback. Hai này đồng nghĩa không? Không biết. Khẳng có. Đồng nghĩa thì check cái chỗ đó kỹ vô. No, chị lại thấy C cơ. Thank you for helping me to secure funding for my new business. Thì cái liên quan gì Đó. offer advice làm gì là ổng thanh kêu mà Đưa ra liên lời quan khuyên. thì Đưa ra có lời khuyên thì cái bài liên này là giúp. nè. Email này là ai do ai viết? Stephanie. À, thì cái email này thank you là cảm ơn. Cảm ơn nó có phải là offer không? Nhỉ. Đó, cẩn Ừ. thận. I have reviewed your feedback. Tôi đã xem những cái feedback của bạn. Hồi đáp. Ok. 181D. Phản hồi. Tiếp sau kia là gì, đừng nói ngoài chọn sai nha. Em nhớ là rõ ràng là trong cái đề trước là chị chọn đúng á, lần trước học với em chị chọn đúng con này á, rất là nhanh luôn, tích tắc. À Safe. rồi sai lú rồi. B sau kia là bằng với obtain, đạt được lấy được. Ô sách kia vào bảo mà. Chữ thầy trẻ thầy. Đây, chữ một đúng, bấm đúng vậy. Secure. Ở đúng rồi nè. Chữ thầy trẻ thầy. Skill là đây là an toàn được bảo vệ. Nè thấy chưa, secure bằng obtain và acquire là học chưa? Học rồi. Số Học học cả lại. một năm trước rồi bắt người ta nhớ, ai mà nhớ được. À, thì đó, bây giờ học lại cho nó nhớ. Rồi tiếp 183 này, nó hỏi nè, nó hỏi là section of business plan was added đúng không, thì cái mà chỗ chỉ cần đọc đó là cái chữ business plan đó. Ừ, đúng rồi. Chờ tí làm bỏ đi to lên. Đó, business plan này. Câu này câu hỏi kép luôn nha chị. Rồi ơi. Ủa, nè, bởi vì em thấy cái chỗ nó kêu là anh em vô tình thôi. Em vô tình thôi nha. Ừ.
Đó. Mình nói section là được edit vào. Cái nào mà add a section that identify our. Eo toàn từ mới. Customer identifies population. Là định danh, xác định. Xác định cái gì? Cái nguồn khách hàng, population là cái dân số khách hàng thôi. Anticipated là anticipated là ước, là dự tính. Cái nguồn khách hàng dự tính. Là cái đối tượng khách hàng thôi. Rồi, check mấy cái section ở dưới có thể là cái chỗ này là đối tượng khách hàng của mình. Có cái khúc này là đối tượng khách hàng. Đối tượng khách hàng à? Hai, target market. Nhắm vào cái thị trường thôi. Xác định thị trường. Rồi không? Rồi. Chưa đâu, có là chị làm với em phải là hơn chục đề, phải làm mười mấy cái bộ đề á. Lúc đó mới thành rồng thành phượng, bây giờ chưa đâu, mới là chim chóc nhỏ nhỏ thôi. Loại hình kinh doanh mà cô ấy sẽ bắt đầu là gì? Gourmet restaurant, nhà đồ ăn, nhà thực phẩm, nhà thịt, employment agency, đại lý này là cung cấp nhân lực à? Giới thiệu việc làm. Giới thiệu việc làm, beauty salon, sushi shop. Supplement who work in this area investment feeling and working distance customer to make a strong drink. Khó thế. Khó thế. Đợi tí. Em thấy cái chỗ đó rồi. Chị bắt đầu chị thấy rồi. Bắt đầu thấy cái là chưa. Beauty salon à? Em cảm thấy chị thấy luôn nha. Ê, từ từ khoan. Em toàn dọn cơm cho chị ăn thôi mà. Cần gửi không? Không. Chị sắp ra rồi. Su shop. Check. Cuối cùng cũng ra. Có đoạn ngắn thì thôi à. Dễ mà đúng không? Chẳng qua là từ từ thôi. Em chẳng qua em nhìn thấy trước mà. Tấm Lâm. According to the business plan. Kế hoạch. Kinh doanh này. Thông tin nào. Gì? Không hiểu nghĩa câu hỏi luôn. Thông tin nào submitted là được nộp một cách tách biệt. Cái gì? Cái thông tin nào mà được nộp một cách tách biệt, riêng biệt. Thì cái kiếm chỗ nào có chữ thông tin mình check thôi. Information. Chả nào thông tin à? Name of. Tài chính. See attack. Hôm nay toàn từ mới. Expenditures nó bằng cái chữ expense thôi, là chi phí thôi. Em nốt lại cái chữ chi phí cho chị. Chi phí và lợi nhuận đúng không? Đúng rồi đấy. Làm nốt con này nghỉ là đúng rồi đó. Bắt đầu hại não rồi. Máy bắt đầu nóng rồi. C. Chắc chưa? Chắc. Đúng. Hay thế. Rồi đó, xong rồi. Sao chị? Định đắn gân chị à?
Ok, xong rồi. Rồi, cái câu 185. À, học có 1 tiếng đồng hồ hả? À, cũng giải trí chứ. Ừ, giải trí ha. Thôi cố gắng lên chị, ráng làm một cái test, một cái test mà làm đúng khoảng cỡ 80 câu. Hồi đợt em làm Có 80 kiểu câu, một cái test mà reading nó làm chị làm cỡ đúng 80 câu là chị có cửa lên được 800 điểm. tắt cái nút game đi. Chút game gì? Game để làm gì à? Khác. Game đâu, game đâu? Game. À, sorry, sorry, sorry. Record.